đây là cái đoạn đường ở khách sạn Câu Đoàn cũ mọi người. Đây này, sau trận mưa lúc khoảng 4 giờ đây, ngập kinh khủng gì. Đường thấy sông thật. Đây các bạn ơi, mọi người nhìn này, đây là cái tuyến đường Võ Nguyên Giáp nhé, một tuyến đường trung tâm thành phố Điện Biên Phủ đấy. Đây này các bạn, ngập kinh khủng chưa, sợ thật. Mới có mưa khoảng 30 phút thôi mà đã ngập thế này rồi mà. Không biết là mưa khoảng cả buổi chiều thì ngập như thế nào. Đường phải sông là có thật. Đây phải đứng giữa đường để mà hướng dẫn nhỉ, phân luồng hướng dẫn xe. Kinh thật. Chỗ này đều là đi bên kia mà kìa, đi sang bên kia kìa. Đấy đúng rồi, bám sát vào đấy ạ. Đi bên này nguy hiểm lắm, những cái chỗ này này. Trời ơi. Cái hố này, hố gà kinh khủng chứ. Nước đang dồn xuống này. Phải đứng phân đứng hướng dẫn nữa, đứng hướng dẫn hoặc là tụt xuống cái hố này này, tụt xuống hố ga này nếu chết.
quá quá khổ luôn. Ngay một cái hố nước này cuốn cuộn. Bây giờ ô tô sẽ đi trước, nhường cho ô tô đi trước. Dạ, nước nó kiểu nó như kiểu nó không có lỗ chỗ thoát đấy bà, nó mới dâng lên ấy. Vâng, biết ngay là mưa to này chắc chắn là ngập và chắc chắn là đoạn này ngập rồi. Vâng. Kinh khủng thật. Bây giờ là phải làm lại hệ thống thoát nước chứ, để thế này thì còn khổ nữa, còn mưa nhiều nữa cơ, kinh khủng luôn. Đây cái hố gà, cái này mà rơi xuống tụt xuống này chết đấy ạ. Và nhiều nước lắm, tụt xuống cái chỗ này thì và nếu mà thiết kế được thì thoát được hết nước ấy. Nước cũng sắp rút hết rồi mọi người, lúc ấy thì nó nhiều kinh khủng, bây giờ rút bớt rồi này. Đây các hố ga này người ta mở ra để nước nó bớt đi đấy, thoát bớt đi đây này, cậy hết lên để nước nó chảy ra này. Đấy các bạn nhìn thấy chưa, thoát rồi đấy, sắp hết nước rồi, sắp thoát hết rồi. Như vậy là mình đã chia sẻ các bạn một đoạn video ngắn về cảnh ngập lụt ở đây, ở đường Võ Nguyên Giáp. Trung ơi, về đây. Vâng. Thôi, kết thúc video đây các bạn nhé. Đấy, cứ mưa to là Điện Biên bị thế này đấy mọi người ạ. Thôi, cảm ơn các bạn nhé. Chào mọi người.